việc tạm dừng tất cả các công trình xây dựng được nêu rõ trong chỉ thị 05, nhưng chủ đầu tư dự án The Manor Central Park của tập đoàn Biteco làm chủ đầu tư vẫn bất chấp, tổ chức cho cả 100 công nhân làm việc tại dự án. Chiều ngày 7 tháng 4 năm 2020, theo ghi nhận của phóng viên, cả 100 công nhân, người lao động tại dự án The Manor Central Park Nguyễn Xiển thuộc địa phận phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vẫn ra vào công trường, làm việc như bình thường, bất chấp chỉ thị số 05 ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Mặc dù nội dung chỉ thị 05 có nêu rõ, các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nghỉ tại nhà, nơi cư trú, tại nhà máy, tại công trường xây dựng nếu có. Nhưng theo quan sát của phóng viên cũng như phản ánh của người dân khu vực, nhà thầu thi công dự án vẫn cho các công nhân làm việc với số đông, tập trung ở một vài hạng mục nằm sâu bên trong của dự án. Tiếp tục ghi nhận, các xe bê tông máy xúc cùng các xe trọng tải lớn, máy móc vẫn hoạt động ầm ĩ cả ngày. Tới khoảng hơn 17 giờ, khi gần hết giờ làm việc, cả 100 công nhân lao động túa ra từ trong dự án. Rất nhiều trong số đó không thực hiện biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Bất ngờ hơn, tại ngay lối ra vào công trường này là cảnh tượng nhốn nháo, mất an ninh trật tự, lên tới vài chục công nhân đang tụ tập ngay cổng ra vào. Trong đó nhiều người không đeo khẩu trang. Và hiển nhiên là khoảng cách an toàn cũng không được quan tâm ở đây. Cũng trong thời gian này, phóng viên hoàn toàn không ghi nhận được sự có mặt của cơ quan chức năng như công an khu vực hay Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim. Sáng ngày 8 tháng 4, phóng viên đã phản ánh sự việc đến ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim. Trao đổi nhanh qua điện thoại với phóng viên, ông Bình cho biết, phường có đầy đủ các văn bản, phân công đầy đủ các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, xử phạt rất nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Bạn đọc lại đi, chỉ thị 06, chỉ thị 05 đều nói rõ là các công trường và các hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ đều cho các công trường làm. Nhưng mà các cái đơn vị là vào đến nơi người ta phải đo nhiệt độ và tối thiểu cách 2 mét mà vẫn hoạt động bình thường mà nhé. Kể cả các công trình xây dựng nhà ở đơn lẻ vẫn được xây dựng mà. Có văn bản và thực hiện cái chỉ thị 05, văn bản của quận hướng dẫn, văn bản của thực hiện chỉ thị 16 Thủ tướng, chỉ thị 05 của thành phố là vẫn phải đi chứ. Còn mình có đầy đủ các văn bản và phân công các tổ đi kiểm tra, kể cả đôn đốc nhân dân, kể cả xử phạt. Và phường xử phạt rất nhiều cái trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, kể cả là không dừng hoạt động nhé bạn nhé. Có theo tìm hiểu của phóng viên, vào ngày 3 tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ, công trình giao thông xây dựng được tiếp tục hoạt động, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, giảm mức độ tập trung người lao động. Không đảm bảo các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động. Như vậy là chỉ thị số 05 là biện pháp thực hiện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thực hiện chỉ thị số 16 vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện cao độ các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch. Chỉ thị số 05 cũng nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cử cán bộ thường xuyên đi đôn đốc kiểm tra việc tuân thủ cách ly, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Như vậy, theo ghi nhận của phóng viên, dù không đảm bảo công tác phòng chống dịch nhưng tình trạng doanh nghiệp bất chấp vẫn diễn ra. Liệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim và chủ đầu tư Biteco đã nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình hay chưa? Liên quan đến sự việc, phóng viên đã phản ánh tình trạng và liên hệ làm việc với phía chủ đầu tư là tập đoàn Biteco Group. Tuy nhiên, chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.